chúng ta có một cái hàm y bằng sinus, thì nếu chúng ta vẽ lên đồ thị thì hình ảnh nó sẽ như thế nào? Thì các bạn lưu ý như sau. Thứ nhất, chúng ta xem x ở đây nó tương ứng với là góc. Góc ở đây có thể là theo radian, thông thường là theo radian, còn một số cái người ta cũng cho theo theo góc là theo độ, nhưng mà chúng ta xét thường là radian. Vậy thì chúng ta nhớ là lượng giá sin thì nó là một cái tỷ lệ. Vậy thì cái tỷ lệ nó sẽ tương ứng với một cái góc liên quan đến cái tỷ lệ đó. Ví dụ như chúng ta xét đến một cái góc alpha, thì chúng ta biết được là sin của góc alpha này nó là tỷ lệ của cạnh đối chia cho cạnh huyền. Vậy thì nếu trên một cái vòng tròn lượng giác chúng ta có cái cạnh huyền mà không thay đổi, vậy thì sin của cái góc này nó chính là cái cạnh đứng. Cạnh đứng ở đây tương ứng với cái vòng tròn lượng giác của chúng ta, đây là trục sin. Vậy thì chúng ta biết được, nhìn ở trên cái trục này chúng ta sẽ biết được là cái góc này chiếu xuống sin nó là bao nhiêu. Vậy thì các bạn thấy là khi cái góc x, tức là cái góc bên trong hàm lượng giác sin ấy, nó thay đổi, thì cái giá trị sin tối đa của nó bằng 1, và nó có thể giảm xuống là gần 0 cho đến là tối thiểu nó bằng -1. Nên chúng ta thấy là lượng giá của sin x luôn luôn bé bằng 1 hoặc lớn bằng -1. Được chưa các bạn? Vậy thì tại sao chúng ta nhìn đồ thị nó có thể lớn hơn? Vậy thì nó sẽ liên quan tới một cái nó gọi là nhân hệ số, nó gọi là scale. Ví dụ nếu thầy nhân cho 2 hoặc là thầy nhân cho A, thì chỗ này nó sẽ là bé bằng A hoặc là lớn hơn hoặc bằng -A. Vậy thì chỗ này chúng ta thấy tối đa của nó là A, trong trường hợp này là A bằng 1, đúng không? Còn cái tối thiểu chúng ta thấy nó là bằng bằng -A. Với A bằng 1 thì chúng ta thấy là -A nó chính là -1. Vậy thì nếu chúng ta chỉ xét tới cái sin thôi mà không xét tới cái hệ số, thì chúng ta thấy nó luôn luôn dao động từ từ -1 cho đến 1 nha các bạn. Vậy thì bất cứ một cái góc nào khi chúng ta tính ra được cái y, tức là cái lượng giá sin ấy, thì chúng ta thấy nó nằm trong khoảng -1 1, thấy. Và khi chúng ta vẽ nó ra đó, chúng ta vẽ nó ra thì chúng ta thấy cái giới hạn của cái hàm sin là cao nhất là bằng 1, giới hạn dưới của nó là bằng bằng -1, và chúng ta nhớ là cái đường midline của nó là nó nằm chia đôi cái đồ thị lên xuống này, thì cái midline chỗ này là bằng 0, nên chúng ta thấy là sin x cộng 0 đấy thì nó nằm đây. Vậy thì nếu mà chúng ta có một cái hàm khác chẳng hạn, ví dụ như thầy lấy là thầy nhân lên cho 3 đi, thì chúng ta nhìn thấy cái hình của chúng ta đấy là nó gấp 3 lần. Tức nghĩa là cái giá trị x bằng 0 đấy, thì cái đồ thị nó đi qua 0 nha các bạn. Nó đi qua 0. Và nó cao nhất là bằng 1. Cao bằng nhầm 1. Vậy thì cái độ cao của cái đỉnh này này, chúng ta thấy là bằng 1. Vậy thì nếu chúng ta gấp 3 lần lên, vậy thì nó scale ra, chúng ta thấy cái đỉnh này nó lên gấp 3. Vậy thì nó vẫn là đi qua 0, nhưng cái đỉnh thay vì là 1, nó sẽ gấp A lần. Chỗ này A bằng 3, chúng ta thấy gấp 3 lần. Đó, thì chúng ta nhớ cái đồ thị mà khi chúng ta scale là chúng ta nhân cho A. Thì A nhân cho sin x, thì chúng ta thấy cái A này nó còn gọi là cái biên độ, tức là độ lớn từ cái midline cho đến cái đỉnh đỉnh trên hoặc là tới cái đáy, thì chúng ta thấy đây đều gọi là cái biên độ của nó. Thì chúng ta thấy là cái biên độ này nó cao bằng cái gì? Bằng từ cái midline lên tới đỉnh đỉnh trên hoặc từ midline xuống đỉnh dưới. Vậy thì chúng ta muốn tính cái biên độ của A đấy, tính tính cái biên độ của cái hàm này, thì chúng ta lấy cái điểm cao nhất với cái điểm thấp nhất, chúng ta trừ đi cho nhau, thì chúng ta ra được cái khoảng cách này, đúng không? Khoảng cách này nếu chúng ta chia đôi thì cái này nó gọi là biên độ A. Vậy thì khi nói tới đi tìm biên độ A, chúng ta nhìn đồ thị chúng ta biết ngay, thì chúng ta thấy là biên độ A nó là A nhân cho cái hàm sin x này. Vậy thì chúng ta nhìn vào trong phương trình chúng ta cũng thấy được cái hệ số này chính là cái biên độ, được chưa? Vậy thì nếu mà thầy rời nó đi, các bạn xem coi là thầy rời tiếp này. Bây giờ thầy kéo giãn ra, thầy kéo giãn ra rồi,
sau đó thầy dịch chuyển nó đi xuống trừ 2. Thì chúng ta thấy là khi thầy dịch chuyển xuống cái hàm màu tím này này, thì nó dịch chuyển xuống là xuống trừ 2. Tức là thay vì cái midline nó là 0, thì nó dịch xuống là trừ 2. Nên chúng ta thấy là chúng ta cộng cho cái giá trị D chỗ này đấy, thì cái này chính là midline. Còn cái biên độ chỗ này chúng ta gọi là amplitude. Được chưa các bạn? Rồi, đầu tiên thầy ôn về hàm sin. Bạn nào được chưa thầy xem? Thầy ôn hàm sin, đặc điểm nó đi qua 0. Độ cao cao nhất là bằng 1, thấp nhất là trừ 1. Vậy thì dù cái góc nó thay đổi như thế nào, thì chúng ta luôn luôn nhớ hàm sin nó chỉ từ trừ 1 đến 1 thôi. Vậy thì nếu thầy scale nó, thầy nhân thêm A, thì cái biên độ nó dài ra, nó gọi là A. Và nếu thầy cầm thầy dịch chuyển xuống, là từ 0 thầy dịch chuyển đến trừ 2 đấy, thì chúng ta thấy là cái midline của chúng ta bị dịch chuyển xuống bên dưới này. Được chưa? Vậy chúng ta nhìn vào trong cái phương trình, chúng ta phải biết ngay được 3 chính là biên độ và trừ 2 chính là cái midline. Tức là cái cộng đằng sau đây này là midline, còn này là biên độ. Vậy chúng ta nhìn vào chúng ta biết nhé. Được chưa các bạn? Rồi. Bây giờ chúng ta xem coi là hôm nọ chúng ta cũng có học một cái hàm. Chúng ta gọi là cái hàm cos. Hàm cos. Thì nó có một cái đặc điểm là gì? Là nếu nó phụ nhau thì nó hàm cos này nó sẽ chính là hàm sin. Giờ thầy vẽ ra các bạn nhá. Nó phụ nhau tức nghĩa là bằng pi chia 2 này trừ cho x. Các bạn xem, thầy trừ cho x. Thì chúng ta thấy là có phải nó chính là cái hàm ban đầu không? Đây, các bạn thấy là hàm sin là màu xanh, hàm cos là màu đen. Thầy đồ lên. Thì các bạn thấy nó trùng nhau. Thì từ đây chúng ta mới nhớ rằng hai cái góc lượng giác x và pi chia 2 chữ x này, tức là hai góc này cộng lại nó bằng 90 độ, tức là bằng pi chia 2. Thì chúng ta thấy là lượng giác đã đổi. Vậy thì hình vẽ nó như nhau. Vậy thì khi chúng ta chủ yếu là chúng ta nhận diện hàm sin, nếu chúng ta muốn đổi ra cos á, thì chúng ta có thể đổi là pi chia 2 trừ ra x, thì chúng ta thấy là nó giống y chang. Nên khi nói tới sin, chúng ta lộn ngược ra chúng ta tìm được cos. Nha, thầy bỏ này đi. Đó là cái thứ nhất thầy nói về hàm sin, thầy ôn về cái đó. Rồi bây giờ chúng ta quay về cái bài toán của chúng ta là xây dựng cái hàm sin này. Thầy ôn nhanh. Thầy mời bạn Nhật Minh. Nhật Minh đâu? Vẫn thấy bạn Nhật Minh làm chưa chuẩn. Rồi bạn Minh, cho thầy biết cái biên độ của nó bằng mấy nhỉ? Dạ, 3. Vậy biên độ là bằng 3 đúng không? Rồi, dạ. Thì cái hệ số ở đây đúng ra nó là bằng 3 thôi. Nhưng mà có dấu trừ thì nó dẫn đến chuyện gì? Nếu mà bình thường nó là 1 thì nó chỉ cao lên 1. Bây giờ nhân với 3 thì nó dịch chuyển lên đây. Đúng không? Dạ. Dịch chuyển lên. Nhưng mà bây giờ có dấu trừ thì nó bị chuyện gì? Dạ. Đảo ngược đúng không? Yeah. Chúng ta thấy nó bị đảo ngược lại. Vậy thì chúng ta có thể vẽ cái hàm chuẩn của chúng ta là bây giờ chúng ta vẽ hàm cos đi. Đúng không? Bây giờ chúng ta vẽ hàm cos x trước. Chúng ta vẽ hàm cos x. Thì cos nó nằm trong khoảng, khi mà x bằng 0 thì cos nó bằng mấy? Mình. Dạ, x bằng 0 thì cos bằng cũng bằng 0. Ừ, vẽ bằng tròn lượng giác các cái. Cos nằm đây. Dạ. Khi mà góc nó bằng 0 thì cos nó bằng mấy? Bằng nó nằm tại điểm này luôn là cos bằng mấy đây? Mấy? À, 2. Ở đâu? Bằng 1. À, bằng 1. Chỗ này là trừ 1. Vậy thì cos 0 là bằng 1. Cos của pi chia 2 là bằng mấy? Bằng 0. Không, cos của pi là mấy? Dạ, trừ 1. Cos của 3pi chia 2 là mấy? Dạ, 0. Cos của 2pi là mấy? Dạ, 1. Hiểu chưa? Vậy dạ. Thì chúng ta thấy rằng khi góc x bằng 0 thì cái cos của 0 là bằng 1. Vậy thì chúng ta phải dịch chuyển cái chỗ này. Tức là nó phải đảm bảo là
Dịch chuyển xuống nha. Nó phải đảm bảo là đây, cốt 0 thì bằng 1. Rồi sao nữa? Bây giờ làm sao để chúng ta tính cốt của 2b? Cốt của 2b là nó lặp lại đấy. Là nó lặp lại một chu kỳ. Yeah. Tức là cái đỉnh nó sẽ phải lặp lại ở đây. Đúng không? Yeah. Đỉnh nó phải lặp lại. Vậy thì nó lặp lại chỗ nào? Chúng ta phải xác định. Bây giờ nếu nó lặp lại thì cái góc của nó là mấy? Mấy bi? Hàm cốt này này. Lặp lại là nó sẽ là 2b. Góc nó là 2b. Góc nó là 2b. Vậy thì nếu mà chu kỳ mà nó chỉ lặp lại một nửa thôi thì nó là bao nhiêu? Dạ, một nửa là b thôi. Thì một nửa nó là b. Bây giờ là chúng ta xác định coi là nó sẽ là bằng bằng mấy nhỉ? Thầy hỏi lại được không thầy? Ý thầy nói là bây giờ nếu mà chúng ta làm sao để xác định được cái ích chính xác nó là bằng mấy? Lấy 2b chia cho b chia 6 để tìm ra cái chu kỳ. Bây giờ chúng ta xem coi, bây giờ thay vì chúng ta vẽ cốt x thì bây giờ chúng ta tăng lên cốt của b chia 6 x. Đấy. Thì chúng ta thấy là cái này hôm nọ chúng ta học là gì? A nhân x thì cái này là góc đúng không? Chu kỳ nó là mấy bi? 2b. Phải không Minh? Yeah. Rồi. Bây giờ nếu mà chu kỳ nó là 2b với nó là ax mà cái a của chúng ta biết chưa, nó là bao nhiêu trong này? A là mấy? Giờ b chia 6. B chia 6 nhân cho x bằng 2b. Vậy thì chúng ta biết được ra là cái x nó lặp lại là bằng bao nhiêu? Giờ 2b chia b chia 6 là 12. 12. Tức nghĩa là từ cái đỉnh này là x bằng 0 ấy, thì nó lặp lại cái đỉnh nữa là tương ứng với là x bằng 12 này. Tức là cái đỉnh này lặp lại nằm ở cái x bằng 12. Vậy thì nó lặp lại một nửa thì là x bằng mấy? 6. Lặp lại bằng 6. Vậy thì chúng ta phải kéo làm sao để cho chúng ta thấy nó lặp lại nó là 6 này. Đây. Như vậy thì nó có lặp lại là 6 không Minh? Có lặp lại là 6 không? Dạ có. Chúng ta phải kéo làm sao để nó lặp lại là cái đỉnh nó đúng bằng vị trí là số 6 đúng không? Dạ. Nhưng mà cái phần của nó là đây, lặp lại này. Đúng cái này là bằng bằng 6 này. Thì có phải là chúng ta thấy nó cái chu kỳ lặp lại chỗ này là 12 là nó quay trở lại hai cái đỉnh này. Chúng ta phải để ý hai cái đỉnh này. Thì về mặt góc thì nó là 2b, nhưng mà về giá trị x mà nó lặp lại thì chúng ta thấy là x ở đây nó bằng 0 thì lặp lại đây đúng là bằng 12. Vậy thì chúng ta thấy cái đỉnh dưới này này thì nó chính là một nửa chu kỳ đấy phải không Minh? Đến đây là một chu kỳ là 2b. Vậy thì đến đây nó là bao nhiêu? Là một bi đúng không? Nửa chu kỳ. Một nửa chu kỳ là tương ứng là bi, còn về x thì nó là bằng bằng mấy? Bằng 6. Bằng 6. Vậy thì chúng ta đã vẽ được cái đồ thị này chính là cái hàm nào? Cốt của mấy? Cốt của bi chia 6 nhân x. Nhân x. Biết nếu mà chúng ta nhân hệ số là mấy? Trừ mấy? 3. Trừ 3. Thì chúng ta thấy nó bị làm sao? Đảo ngược lại đúng không? Yeah. Tức là nó lên trên này là nhân cho 3. Đúng không? Thì cái chỗ này đỉnh ở chỗ này chúng ta cũng phải giãn nó là 3. Đấy là chúng ta nhân cho 3 đấy. Nhân cho 3. Thì nó sẽ scale ra chỗ này. Thì chúng ta thấy là nó cái độ cao nó giãn là 3. Nhưng mà bây giờ là nó bị cái gì? Bị tình trạng là nhân tố hữu trừ. Nên chúng ta đảo ngược lại. Chỗ này nó thành trừ 3. Còn chỗ này á, nó đảo ngược lại lên ở trên này là 3 đúng không Minh? Rồi. Thế bây giờ thầy sẽ đảo ngược lại. Giờ chúng ta tăng 3 cái đá. Cho nó đúng bằng 3 này. Sau đó chúng ta đảo ngược lại chỗ này. Đây.
Vậy thì chúng ta đã ra được cái hàm này là nhân cho trừ 3. Các bạn, nhân cho trừ 3, nó bị đảo ngược lại. Rồi, bây giờ làm sao để chúng ta được, nó là, chỗ này là trừ 6, mít lại là trừ 6. Mít lại nó đang không này, đúng không? Yeah. Bây giờ trừ 6 thì nó đi đâu? Nó dịch xuống 6 điểm đó thầy. À, mít lại nó dịch xuống trừ 6. Vậy là nó phải dịch xuống 6 đơn vị. Vậy thì cái đỉnh này, chúng ta xem cái đỉnh nhé. Cái đỉnh này nó sẽ phải là xuống mấy? Xuống Dạ thêm 6 xuống đúng không? dạ là xuống trừ 9. À, xuống trừ 9. Được chưa? Xuống trừ 9. Vậy thì cái đỉnh kia thì nó sẽ vọt lên là mấy? Cái đỉnh còn lại nó vọt lên là mấy? Còn đấy đang là 3 đúng không? Chỗ này là 3. Thêm 6 nữa thì nó thành là mấy? 9. 9. Nhưng mà như vậy thì nó đâu có đúng đâu Minh. Nó không có đúng. Nó không có đúng. Nó đang trừ 3 với 3 này. Bây giờ mình dịch làm sao để mà cho cái midline của chúng ta xuống trừ 3. Kéo này xuống đúng không? Rồi chúng ta phải kéo hết xuống. Trừ 9. Chúng ta cũng phải kéo midline xuống là trừ 6. Trừ 6. Rồi. Như vậy đúng không? Kiểm tra lại xem. Chúng ta kiểm tra lại lần nữa nhé. Chúng ta nhìn vào đây. Midline bằng mấy đây? Trừ 6. Trừ 6. Biên độ nó bằng mấy? 3. Bằng 3. Rồi, bây giờ chúng ta xem coi là cái chu kỳ từ đây đến đây. Nửa chu kỳ đúng không? Đến cái đỉnh này là nửa chu kỳ đúng không Minh? Dạ đúng. Là mấy đơn vị đây? Dạ 6 6 đơn đơn vị. vị. Có tương ứng với cái này không? Dạ có. Bi chia 6 nhân x là nó có chu kỳ là 2 bi. Vậy thì nếu bằng 2 bi thì khi chúng ta thay x đúng là bằng 12 vào đây. X bằng 12 vào. Thì chúng ta thấy là cái phương trình này đúng này. Là nó ra đúng là 2 bi, tức nghĩa là với x bằng 12 nó chính là chu kỳ là 2 bi ở đây. Rồi bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn Nhật Minh giơ tay được xem. Chúng ta kiểm tra lại để chúng ta biết chắc nó đúng hay không nha. Nó giật xuống, midline giật xuống, hệ số nó đảo. Rồi, thầy mời bạn thứ hai, bạn Xuân Sơn. Xuân Sơn. Đây ạ. Rồi, bây giờ cos x bằng 0. Thì chúng ta thấy chu kỳ nó bằng mấy? Chu kỳ nó mấy mấy bi? 2 bi ạ. 2 bi, vậy thì cái điểm nằm ngay giữa này này. Nó lặp lại chính là cái điểm này nó phải là mấy mấy bi? 2 bi ạ. À, nó phải lặp lại 2 bi. Bây giờ mình kéo làm sao để là cái cos x này đúng bằng 2 bi? Đúng 2 bi chưa? Rồi ạ. Rồi. Mà bây giờ cái cos của nó chúng ta thấy là nó chỉ tối đa bằng 1 thôi. Còn bây giờ chúng ta nhân 4 thì nó sẽ kéo lên mấy mấy lần? Lên số 8 rồi. Đâu, cos x là bằng 1, gấp 4 lần nó lên 4 thôi. Vâng ạ. À. Còn nếu mà nó nhân cho trừ 4 thì nó bị gì? Nó bị đảo ngược ạ. Đảo ngược. Rồi chúng ta kéo xuống, đảo ngược chỗ này. Vậy là chúng ta ra được trừ cos, trừ 4 lần cos x. Bây giờ chúng ta cộng thêm 3, tức là midline chúng ta kéo đi đâu? Kéo lên 3. Vị trí lên số 3, đúng không? Vâng. Chỗ này phải lên 3. Lên 3 đơn vị thì ở đây nó cũng phải lên 3 đơn vị. Vậy thì chúng ta kéo cái đồ thị thì chúng ta sẽ thấy được chỗ này là lên 3 và chỗ này nó cũng phải lên 1. Như vậy chúng ta kiểm tra lại. Với cái hàm này thì cái biên độ, cái midline nó là 3 này. Độ cao nó là mấy? Ở đây chứ. Midline nó bằng 3. Midline bằng 3. Độ cao nó bằng 4. Đúng chưa? Độ cao bằng 4 này. Rồi kiểm tra. Đúng ý không Sơn? Vậy đúng chưa? Đúng rồi ạ. Rồi. Nó bị chặt chỗ nào? Nó bị chặt chỗ nào rồi? Ba. Rồi bạn nào cho biết là chặt chỗ nào? Mời bạn Bảo Chân. Bảo Chân.
Bây giờ chúng ta trở lại lúc này, kéo lại. Đây, chỗ này chúng ta đã thể hiện cái chu kỳ của nó là 2 bi chưa? Dạ rồi thầy. Rồi, bây giờ chúng ta thấy là khi chúng ta nhân cho trừ 4, từ từ đã. Từ từ, nó có một vấn đề mà lúc nãy bạn Sơn hình như chưa để ý. Bây giờ thầy quay lại lúc này là 4 lần cos x, 4 cos x. Bạn Sơn lúc nãy là scale lên nó 4, chỗ này trừ 4. Vậy hàm như vậy nó đã đúng chưa bạn Bảo Trân? Bảo Trân. Dạ. Yeah. Chưa thôi. Tại sao chưa đúng? Tại sao cái này chưa đúng nhỉ? Thầy ơi, con bằng 0 thì cos bằng mấy? Thì bằng 0 thì cos bằng 1. Thì cos bằng 1 đúng không? Cos 0 bằng 1 nhân cho 4 nữa thì nó là 4. Nghĩa là cái đỉnh này nó bằng 4 khi x nó bằng mấy? X bằng 0. X bằng 0. Vậy thì chúng ta phải dịch cái đỉnh này sang. Chúng ta phải dịch sang mấy mấy bi đây? Dịch sang mấy mấy ô để cái đỉnh này nó trùng trên cái này à? Dạ, một ô. Một ô. Vậy chúng ta phải kéo dịch sang một ô. Tất cả chúng ta phải dịch sang một ô hết. Đúng không Sơn? Vậy đúng không? Kiểm tra lại xem. Sơn. Thế là sao con không hiểu? Tại sao lại dịch sang một ô? Bây giờ trước khi thầy nói cái này, thầy quay lại cái hàm cơ bản. Quay cho bước. Bây giờ cho thầy hỏi là cái cos x bằng 0. À không phải. Vẽ y bằng cos x đi. Chu kỳ thì mình vẽ đúng chưa? Chu kỳ 2 bi chỗ này đúng chưa Sơn? Rồi ạ. Ở đâu? Chưa đâu. Rồi ạ. Chưa. Nó lặp lại nó phải đúng 2 bi cơ. Cái này nó hơi bị khó kéo. Nó chưa đúng mà 2 bi đâu, nhưng mà tí nữa mình dịch lại. Thôi mình ghi y bằng 4 đi, 4 cos đi cho nó scale ra cho nó dễ. Dễ là. Rồi. Bây giờ kéo làm sao để nó là chu kỳ nó 4 bi, Sơn. Vậy 4 bi chưa? À, 2 bi chứ chu kỳ. Hình như là nó không có kéo được đấy. Nó không có kéo được do nó bị scale đấy. Bây giờ thầy giải thích là tại sao là cái điểm đó chúng ta phải phải dịch về như sau. Hồi nãy chúng ta đang nói nó nằm đây đúng không Sơn? Vâng ạ. Rồi. Thì như vậy là chu kỳ nó đã nó chưa kéo về được 2 bi. Đấy, như vậy mới là chu kỳ nó lặp lại là 2 bi này. Thì bây giờ ý bạn Sơn đang muốn hỏi là tại sao cái đỉnh này nó phải dịch? Có bạn nào giải thích được không? Bạn Hiếu. Hiếu. Giải thích tại sao cái đỉnh này nó bắt buộc nó phải nằm đây chứ không phải nằm bên này. Hiếu. Là tại vì là cái điểm cos nó ở tại không là nó bắt đầu từ số. Đúng rồi. Tức là cos không là nó phải bằng mấy? Phải bằng 1. Đúng không? Vậy thì khi mình thế vào đây thì có phải y bắt buộc nó phải bằng 4 đúng không Sơn? Vậy là cái cặp tọa độ là x y này, là với x bằng 0 thì y nó phải bằng 1 nhân cho 4, tức là chỗ này là 4. Được chưa? Sơn. Vâng ạ. Vậy là cái tọa độ x bằng 0, y bằng 4 thì cái đỉnh của cái đồ thị nó phải nằm trùng trên này. Thế giờ chúng ta phải dịch nó về đó. Và chúng ta phải dịch về một ô. Như vậy là chúng ta lấy đối đối xứng đã. Đúng không? Chúng ta lấy đối xứng là nhân cho trừ 4 đó. Rồi, trừ 4 thành đây. Rồi, bây giờ chúng ta phải
cái đồ thị đúng của nó. Vì cái đồ thị này nó chính là cái đồ thị của hàm sin. Khi x bằng 0 thì y bằng 0, nó là đồ thị hàm sin. Hàm cos thì nó khác. Nên chúng ta phải dịch sang này một o. Đây. Thì chúng ta mới được cái đồ thị này là đồ thị của hàm cos. Đúng không? Vậy là trừ 4 cos nó nằm đây. Trừ 4 cos nằm đó. Bây giờ chúng ta mới dịch cái midline này. Nó không phải nằm đó nữa. Mà bây giờ cái midline này, bây giờ nó phải dịch lên là chỗ là 3. Nó dịch lên. Vậy thì chúng ta thấy cái điểm này nó phải dịch lên 3. Điểm này cũng phải dịch lên là 3 đơn vị. Vậy thì chúng ta sẽ phải kéo nó về. Kéo nó về nhá. À, kéo lên 3. Cái này lên là trừ 1 này. Rồi cái này cũng kéo lên 3 này. Rồi nằm đây. Có phải như vậy không Trần? Trần? Dạ phải ạ. Rồi, thầy chết. Đúng rồi đó. Rồi, thầy mời bạn Kim Phụng. Kim Phụng đâu? Dạ. Rồi, bây giờ làm sao để chúng ta vẽ cái hàm sin này? Một cái hàm sin thì chu kỳ về góc nó là bao nhiêu bi, Phụng? Nó lặp lại. Là bao nhiêu bi? Dạ, bi. Lượng giác sin cos thì chu kỳ nó là mấy bi nó lặp lại? Dạ, hai. Hai bi. Hai bi, nói cho rõ ràng, hai bi. Mà cái 1 phần 2 này nó chính là cái góc quay đấy. Tức nghĩa là chúng ta lấy nguyên cái này là góc. 1 phần 2 x nó là góc. Và cái góc này nó chính là bằng hai bi. Nếu nó lặp lại như vậy. Vậy thì chúng ta tìm ra được x giá trị bằng bao nhiêu thì nó sẽ lặp lại. Khi x bằng 0 thì lặp lại là bao nhiêu? Mấy? X cơ mà, tính ra coi. 1 phần 2 x bằng 2 bi, vậy x bằng mấy? Dạ, 4. À, 4 bi. Vậy thì chúng ta thấy cái giá trị x mà khiến cho nó lặp lại. Chúng ta nhìn trên đồ thị đấy. Điểm này lặp lại chỗ này, đúng chỗ này là phải bằng 4 bi. Vậy thì chúng ta đã kéo lại là cái chu kỳ nó đã lặp lại là đúng 4 bi rồi. Vậy thì chúng ta đã vẽ đúng cái hàm sin 1 phần 2 x nó nằm đây rồi. Tuy nhiên cái độ cao của nó có đúng không Phụng? Dạ yeah. Không. Vậy độ cao nó bằng mấy? Độ cao bằng mấy? Dạ yeah, 8. Không, bây giờ chúng ta chưa nói tới cái số 8 này. Bây giờ chúng ta scale từ cái gốc. Thì cái độ cao nó bằng mấy chỗ này? Hệ số trước sin nó là mấy? Dạ 1. 1, vậy thì cái biên độ nó bằng mấy? Dạ 1. Tức nghĩa là cái hàm sin này tối đa nó bằng 1. Vậy thì độ cao chỗ này đúng chưa? Dạ chưa. Bây giờ chúng ta phải đổi lại. Nó bằng mấy? Bằng 1. Dạ. À, bằng 1. Rồi bây giờ chúng ta đã có một cái đồ thị chuẩn là này rồi. Bây giờ chúng ta rời đi bao nhiêu đơn vị đấy? Rời mấy? Dạ 8. Vậy là từ 0 này nó sẽ phải lên mấy? Dạ 8. 8. Còn cái đỉnh này phải lên là mấy? Dạ 9. 9. Rồi chúng ta kéo lên để chúng ta ra được một cái hàm mới. Cái này là 9. Cái này là 8. Đó. Vậy là chúng ta đã tinh tiến nó. Chúng ta đưa cái đường midline vào. Tức nghĩa là chúng ta đang tinh tiến cái hàm ban đầu. Nó đi qua gốc. Để chúng ta cộng thêm cái giá trị vào. Nó chính là cái midline. Nó khiến cho toàn bộ đồ thị này nó đi lên. Rồi, bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn Kim Phụng giơ tay. Chúng ta tự kiểm tra lại. Chúng ta phải nhận định được nó đúng hay sai. Đúng không? Chúng ta phải đi từ một cái hàm gốc, rồi chúng ta phát triển ra, rồi chúng ta nhân scale cộng midline thì chúng ta tịch tiến nó. Mời bạn Phúc Anh. Phúc Anh. Dạ đây hả? Rồi vẽ cho thầy cái hàm cos đi. Hàm cos thì cái đỉnh nó là bằng mấy? Dạ, đỉnh của nó là đỉnh cao nhất bằng mấy? Bằng 1 đúng không? 5. Bằng 1. 1 dạ đúng rồi. À, nếu chúng ta nhân thêm hệ số 5, tức là đỉnh nó phải bằng 5.
đỉnh nó bằng 5 thì nó phải nằm ở trên này đúng không? Hàm cos. Dạ, đúng rồi thầy. Tại vì cos của cái góc này cao nhất nó bằng 1 khi cái x này nó bằng 0 nên bắt buộc cái đỉnh nó nằm đây. Vậy là chúng ta nhân 5 thì chỗ này ra trừ 5. Bây giờ nếu nó trừ 5 thì mình làm gì? Dạ mình nó trừ 5. Mình nó kéo nó xuống. Chúng ta lấy gì? Dạ, chúng ta lấy cái giá trị. Chỗ xứng nó qua chỗ mấy? Còn trừ 5 này. 5. Rồi, âm 5. Nhưng mà chúng ta đã biết được cái độ giãn của nó chưa? Chu kỳ của nó từ đấy đến đây này. Lặp lại này. Thì cái chu kỳ này chúng ta vẽ đúng chưa? Chúng ta có chu kỳ góc của nó là bằng mấy bi? Dạ là bằng 2 bi. 2 bi thì ứng với cái góc chỗ này nó là mấy đây? Bi chia? Bi chia 16. Nhân 16. X. Đúng không? Cái góc quay này. Dạ. Dạ. Vậy thì chúng ta tìm ra x nó lặp lại là ở giá trị nào? Dạ, nó lặp lại ở giá trị. Thì... tính nó ra bi chia 16 nhân x bằng 2 bi thì phải x bằng mấy? Ở hai này nhân nhau mà tôi không tìm được x à? Dạ từ từ thầy, là bi chia 16 2 bi chia bi 16 vậy là x bằng mấy đây? Ở cái con số này ba cái tính toán này mà sao lâu chứ vậy? Dạ là x bằng hai bi chia cho một phân số thì chúng ta nhân cho phân số bình đảo là 16 phân mấy? Dạ. Vậy nó bằng mấy? Dạ là bằng là 32 bi. À. Bi đơn giản đấy, còn bi gì nữa? Dạ dạ. Thì nó chỉ còn lại 2 nhân 16 thôi. Vậy nó ra nhiêu? Dạ 32. À, vậy là chúng ta thấy là nó lặp lại ở giá trị x bằng 32 lần. Tức là chúng ta phải kéo ra cái đỉnh này này. Nó phải nằm chỗ này ứng với x là bằng 32. 32. Vậy thì chúng ta vẽ nó hơi bị khó nếu mà chúng ta kéo đó. Bây giờ mình kéo làm sao để cho... chúng ta thấy nếu chúng ta chia 4 thì nó ra mấy? Dạ chia 4 là 8. 8 vậy là mình lấy 1/4 chu kỳ thôi. Vậy chúng ta xem coi là từ đây đến đây là một chu kỳ. Vậy là từ đây đến đây là một nửa đúng không? Dạ. Rồi từ đây tới đây chúng ta chia đôi ra nữa. Chia đôi ra nữa thì nó là 8. Tức nghĩa là cái điểm chỗ này này, midline chỗ này này, nó phải dịch về số mấy? Dạ số 8. Số 8. Chúng ta kéo làm sao để chúng ta được cái x nó bằng 8 cho đó. Cho thầy kéo nha. Thầy kéo giãn nó ra. Tức là cái điểm đó nó phải cắt nhau là tại số 8 này. Đây, chúng ta nhìn. Vậy thì tới đây cái đồ thị của chúng ta là chúng ta nhân trừ 5. Và chỗ này từ đây đến đây này. Chúng ta lên tới đỉnh này á. Thì nó gọi là nửa chu kỳ. Còn nó chỉ tới cái đường midline này thôi. Thì nó gọi là 1/4 chu kỳ. Vậy thì chúng ta thấy là 1/4 chu kỳ tương ứng x bằng 8. Chúng ta kéo về đây. Rồi bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn à? Bạn Phúc Anh, giơ tay để xem. Nếu mà chúng ta vẽ dài ra đấy. Chúng ta sẽ thấy nó như vậy. Đó. Vậy thì các bạn thấy đây là 8 này. Xong rồi nó kéo dài ra là 8 nữa này. Xong rồi kéo dài ra là 8 nữa này. Kéo dài tới đây là 8 nữa này. Tức nghĩa là nó lặp lại chỗ này là chu kỳ là 32. Tức là về giá trị x nó lặp lại là 32. Đến 0 nó lặp lại ở chỗ x bằng 32 đấy. Vậy thì chúng ta phải kéo làm sao để đúng cái đỉnh này. Nó lặp lại là chu kỳ là đúng bằng 32. Là giá trị x là 32. Còn thầy hay nói cái 2 bi là chu kỳ về góc là chu kỳ của toàn bộ cái này. Còn chu kỳ của cái x ấy, nó sẽ tương ứng như vậy. Tại vì trên này chúng ta đang nhìn giá trị x này. Thì chúng ta phải biết được á, là cái điểm x nó lặp lại là bao nhiêu.
là x bằng 32. Vậy tại sao bằng 32? Thì chúng ta cho cái pi chia 16 x này, cái góc này nó bằng đúng 2 pi, thì chúng ta sẽ biết được cái x nó lặp lại là 32. Bởi vì chúng ta nhìn cái này nó gọi là góc quay đó các bạn. Lần trước thầy giải thích cho bạn Đăng đấy. Thì chúng ta thấy về mặt lượng giác, ở đây là một cái góc từ một cái điểm này này. Thì chúng ta thấy là cái góc này thầy cho nó là pi chia 16 đi, đúng không? Tức là một giây nó quay được một cái góc. Một cái góc là pi chia 16. Vậy thì bây giờ chúng ta xem coi là nó quay bao nhiêu giây, tức là x bằng bao nhiêu để nó quay đúng lặp lại cái này. Thì chúng ta mới thấy được là nó quay đúng x là bằng 32, tức là 32 giây sau từ cái điểm này. 32 giây sau là bắt đầu từ cái điểm này, nó lặp lại 32 lần, mỗi lần là pi chia 16, nó lặp lại đúng 32 lần, tức là 32 giây đó, thì nó quay về đúng điểm này là toàn bộ cái góc này nó là 2 pi đó. Thì các bạn chia nhỏ nó ra, mỗi một cái một giây nó tăng lên là pi chia 16. Vậy thì 2 pi chúng ta chia cho pi chia 16 này, chúng ta tìm ra được x bằng đúng 32, tức là 32 giây sau nó quay lại. Rồi bạn nào hiểu cái chu kỳ theo x và chu kỳ theo góc giơ tay thì sao? Chu kỳ theo góc là 2 pi. Chu kỳ theo giây, tức là về mặt thời gian ấy, thì chúng ta phải lấy toàn bộ cái cung tròn là 2 pi, chúng ta chia cho cái góc nó tăng lên trong vòng 1 giây là bao nhiêu, thì chúng ta mới tìm ra được sau bao nhiêu giây thì nó lặp lại. Thì chúng ta nhìn cái đồ thị của hàm này này, thì chúng ta thấy là nó phải là x bằng 32. Bây giờ nếu 32 nó dài quá thầy không vẽ được, thì thầy sẽ phải chia nhỏ nó ra. Thầy chia nhỏ nó ra, một là thầy chia ra nửa chu kỳ từ đây đến đây để thầy vẽ không được, thầy chia làm 4, thì tới cái midline này nó chính là bằng 1/4, đúng không? Vậy là cái chỗ midline này thầy phải lấy đúng bằng 8, đúng không? 32 mà, 32 chia 4 nó ra 8, thì chúng ta vẽ ra được. Kim Phụng có ý kiến gì không? Kim Phụng, có chỗ nào không hiểu không? Phúc Anh, chúng ta xem coi là chúng ta còn bị dạ, hiểu rồi, hiểu thầy. Cái gì? Nó bị lật ở đâu? Phúc Anh. Nó bị lật ở đâu nè? Dạ nó bị lật ở cái ở chỗ âm 5. À quên. Chúng ta còn cái gì nữa? Còn cái trừ 4 nữa cái đúng mít, không? Cái midline nữa thầy. Dạ. À, còn cái midline chúng ta chưa dịch xuống. Tức nghĩa là chúng ta phải dịch xuống mấy đơn vị? 4 đơn vị đúng không? Chỗ này chúng ta kéo xuống. Quên mất cái vụ midline. Rồi chúng ta kéo này xuống. Đỉnh này chúng ta kéo xuống. Midline này kéo xuống. Đó. Vậy là chúng ta có thêm cái midline nữa là chúng ta sẽ đúng nhé. Đấy, thì chúng ta phải về nhà chúng ta luyện tập. Tại vì cái... các bạn biết là mấy cái công thức lượng giác chúng ta cộng trừ tính toán nó rất là dễ, nhưng mà sang cái hàm thì bắt đầu nó sẽ khó dần, bởi vì vẽ những cái hàm mà không phải là đặc biệt thì chúng ta sẽ thấy nó khó, nên chúng ta phải luyện tập nhiều lần để chúng ta tăng cái độ chuẩn xác khi mà chúng ta tính toán đây. Rồi bây giờ chúng ta sang xây dựng cái hàm này. Rồi thầy mời bạn Đào Hiếu này. Đào Hiếu. Dạ. Đó bây giờ người ta chúng ta đã học một cái hàm tổng quát là y bằng a nhân sin gì? Sin gì? Sin bx cộng b nhỏ đi. Dạ ok. Bx cộng b lớn. Vậy thì a lớn nó là biên độ đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây người ta cho cái tọa độ của cái gì đây? Tọa độ của midline. À, midline, vậy là chúng ta biết ra được cái y của cái midline là trừ 7. Vậy thì B đó bằng mấy? B là âm 7. Âm 7. Rồi làm sao chúng ta kiếm được biên độ nếu mà chúng ta biết được một cái điểm. Đây là midline. Midline nó là trừ 7. Còn cái điểm thấp nhất của nó là min. Nó là mấy? Trừ 9.
Vậy thì chúng ta tính ra được cái biên độ nó. Ta tính ra lấy âm 7 trừ cho trừ 9. À, chúng ta tính ra cái khoảng này là mấy? Là 2. 2, vậy thì cái A nó bằng mấy? A trừ 2. Bằng mấy? A bằng trừ 2. Tại sao A nó bằng trừ 2? A bằng 2 chứ, độ lớn của biên độ mà. Tại vì từ cái đó xuống nhưng mà thôi cũng bằng 2. Từ từ, chúng ta trước tiên chúng ta thấy nó bằng hai cái đã, đúng không? Rồi chúng ta có thêm dấu thì chúng ta đổi sau. Giờ chúng ta tính là cái sin. Bây giờ chúng ta xem coi là cái góc của nó là bằng bao nhiêu. Cái góc quay A này bằng mấy? Cái đấy... Làm sao chúng ta tính vi được... phần 4 cái... à. Vi phần 4 mới là 1 phần 4 của nó. Bây giờ chúng ta nhìn cái đồ thị này. Nhìn cái đồ thị này. Đấy nha. Thì chúng ta nhớ ở đây nó zero này. Được chưa? Chỗ này là zero. Bây giờ chúng ta thấy cái midline so với cái min thì nó là bao nhiêu cung phần tư? Bằng 1 phần mấy? 1 phần tư. À, từ đấy đến đây là chúng ta thấy nó tới cái này này, nó chỉ là 1 phần tư thôi. Vậy thì nếu chúng ta tìm ra được cái khoảng cách về ít chỗ này là mấy? Là pi chia 4. Chu kỳ của nó là mấy đây? Chúng ta tính cái ít của nó. À, pi. Từ 0 cho đến pi chia 4. Vậy thì cái ít chỗ này nó là mấy? Là pi chia 4 đúng không? Nó đang vẽ cái ít này là pi chia 4. Pi chia 4. Vậy thì chúng ta tìm ra được cái góc quay của nó. Dạ, góc quay của nó sẽ là A nhân ít này. Nó sẽ bằng gì? Bằng chu kỳ. Chu kỳ. Chu kỳ của nó là mấy? Là 2 pi. Đúng không? Dạ. Chu kỳ nó là 2 pi. Mà cái ít chỗ này của chúng ta là đang ở 1 phần 4 thôi. Tức nghĩa là 1 phần 4 chu kỳ. Vậy thì chúng ta chia cho mấy? Chia cho 1 phần 4. À, chúng ta lấy A nhân ít chỗ này là 1 phần 4 này. À, bằng pi chia 4 này. Rồi cái bi, 2 pi này này chúng ta phải chia cho mấy? Chia cho 4. Bởi vì cái độ dài chỗ này này là nó chỉ là 1 phần 4 thôi. Vậy cuối cùng chúng ta tìm được A bằng mấy? Dạ, A bằng 2. Rồi, chúng ta tìm ra được là A bằng 2. Vậy chúng ta xác định được chỗ này là 2x. Rồi, bây giờ chúng ta xem cộng B nó là bao nhiêu. Làm sao để chúng ta xác định được B nhỉ? Cho thầy thế vào đây. Nó là 2 sin 2x cộng B. Rồi trừ 7. Phải không? Dạ đúng rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta xem coi là làm sao để chúng ta biết được cái dấu chỗ này là dấu trừ. Làm sao biết nó là dấu trừ ở đây bạn hiểu? Dạ con thấy con định đảo lại từ minimum tính lên midline nữa thầy. Midline đối với hàm sin tức nghĩa là cái sin lúc đấy nó bằng mấy nhỉ? Sin nó bằng 0 đúng không? Dạ đúng rồi, midline là 0. Bây giờ chúng ta tạm thời chúng bỏ này ra này. Thì chúng ta thấy là chúng ta thế cái tọa độ này vào thử xem để chúng ta tìm coi nó đúng không. Bây giờ thầy sẽ vẽ phác họa cái đồ thị nó lại. Phác họa. Bây giờ cái midline có tọa độ là 0 và trừ 7. 0 và trừ 7. Bây giờ thầy vẽ cái midline nó ra. Midline. Trừ 7.
trừ 7. Vậy là chỗ này nó là trừ 7 đấy. Không. Tương ứng với x nó bằng 0. Vậy trục đứng nó nằm đây. Trục đứng thôi nhá. Thầy vẽ trục đứng. Để thể hiện rằng cái x nó bằng 0. Thì y nó bằng trừ 7. Và đường midline. Còn cái biên độ của nó là nó dài tới đâu thì chúng ta phải tính. Lúc nãy chúng ta tính nó bằng 2 rồi. Vậy thì nếu mà cái biên độ của nó 2 thì chỗ này nó sẽ là phải bằng mấy? Bằng mấy? À, bạn bạn Hiếu? Ra bằng 2 rồi. Cho bằng 2 được. Thầy đang hỏi cái đỉnh này cơ mà. À. Đỉnh nó bằng mấy? 1 rồi. Bây giờ chúng ta thấy cái tối đa của cái sin này nó bằng 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 1 thôi. Cái sin này tối đa bằng 1. Mà chúng ta cộng cho âm 7. Chúng ta thấy biên độ nó bằng 2. Vậy thì nó là bằng 2 chỗ này. Độ cao á thì chúng ta phải cộng thêm mấy? Cộng thêm 2 vào. Vậy trừ 7 mà chúng ta cộng thêm 2 vào thì nó ra trừ mấy? Trừ 5 ạ. Ờ, chúng ta thấy được cái đỉnh này nó phải trừ 5 này á. Phải không? Đấy. Thì chỗ này chúng ta thấy nó là trừ 5. Vậy thì nếu chúng ta vẽ cái trục x á. Vẽ trục x. Chúng ta thấy là x nó nằm mãi trên này này. Tức là giá trị zero nằm đây này. Rồi lúc nãy mình xác định cái chu kỳ. Mình xác định chu kỳ là bao nhiêu? Là 2. À, chu kỳ là 2 pi nhưng mà cái góc quay nó là 2. Bây giờ chúng ta kiểm tra thêm cái đỉnh của nó này. Cái midline chỗ này là tọa độ. Thầy có nó là x bằng 0. Y bằng trừ 7. Vẽ đây. Là midline. Cái minimum nó là mấy? Minimum là pi chia 4 và 29. À, nó là pi chia 4. Nó là pi chia 4. Nếu mà pi chia 4 thì nó là khoảng mấy? Pi chia 4, pi chia 4 là chúng ta lấy 3,14. Chúng ta chia 4 nó ra 0, mấy đấy. Thì 0, mấy ở đây tức là x nó phải nằm đây này. Vậy thì chúng ta phải dịch nó đi rồi. Chúng ta phải dịch cái hàm nó sang. Vậy thì thay vì chúng ta nghĩ tới cái chuyện chúng ta dịch thì chúng ta cũng có thể làm theo một cái cách là chúng ta thế và chúng ta tìm b. Vậy thì chúng ta có cái hàm rồi chúng ta thế vào đi thì nó sẽ dễ hơn. Thế vào cho thầy. Thế cái này vào đây để chúng ta kiểm tra. Hiểu, thế vào. Y là mấy? Đây là âm 7. Âm 7 bằng 2 lần. 2 lần nhân cho sin của 0. B. Đúng à, không? Ít thay bằng 0 vào đây là B. Trừ cho 7. Trừ cho 7. Thì chúng ta ở đây chúng ta tìm ra được sin B bằng mấy? Sin B bằng 0. Rồi chúng ta ra được sin B bằng 0. Sin B bằng 0. Bây giờ chúng ta kiểm tra trong cái lượng giá của mình này. Sin. Sin bằng 0 thì nó ở điểm nào? Đó, sin bằng 0 thì nó có thể điểm 0. 0 hoặc là? 180. Là bi. Đúng không? Vậy là chúng ta tìm ra được B là bằng 0 hoặc là bằng bi chỗ này. Chúng ta thay vào. Thì chúng ta thấy được đúng như vậy. Vậy là B chúng ta lấy 1, 2 giá trị. Rồi, bây giờ chúng ta lấy giá trị nào mới được? Bây giờ chúng ta phải thử thêm cái điểm này nữa. Tại vì hai điểm đều thuộc đô thị mà. Rồi thế tiếp. Bên này. Đọc cho thầy. Trừ mấy? Trừ 9 bằng 2 lần cho sin của? Sin của pi chia 2. 2 nhân cho pi chia 2 cộng b trừ 7. Ủa không, thầy con rút gọn luôn rồi thì là nó sẽ còn lại là pi chia 2 tại vì 2 nhân cho pi chia 4. Rồi bây giờ chúng ta đơn giản, chúng ta giải phương trình lượng giác này là trừ 9 với trừ 7 là còn mấy? Trừ 2 đúng không? Dạ. Rồi chúng ta chia 2 vế cho 2 này.
Thì chúng ta còn lại là sin của cái gì? Bi cộng b bằng này. Rồi bây giờ chúng ta tính tiếp. Nó là pi chia 2 chứ thầy. Ở trên kia là pi chia 4. Đâu chúng ta thấy hồi lúc nãy chúng ta thấy x bằng mấy đây? À pi chia 4, thầy xin lỗi. Pi chia 4. Yeah, vậy chỗ này là pi chia 2. Bằng mấy đây? Sin của pi chia 2 cộng b bằng mấy? Bằng với cả -1. Bây giờ chúng ta xem coi là cái hàm sin mà bằng -1 là ở vị trí nào? Vị trí nào? Sin mà bằng -1 thì nó sẽ là ở chỗ đấy đúng không? Sin nè 270. Thì chỗ này là -1 chứ còn gì nữa? Dạ đúng không? À, vậy là cái góc này nó sẽ bằng -1 thì nó sẽ nằm đây, vậy cái góc nằm đây. Cái góc này nó gọi là góc pi chia 2 cộng b. Vậy thì suy ra b nó nằm ở đâu? Chỗ nào là b? Chỗ nào là b? Nếu mà vị trí này nó là pi chia 2 cộng b thì vị trí nào nó là b? Bạn Hiếu không biết à? B nó nằm đây này Hiếu. B nó nằm đây, khi chúng ta cộng thêm pi chia 2 thì nó ra cái vị trí này đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta phải biết rằng á, nếu mà pi chia 2 cộng b mà nằm đây, vậy thì chúng ta bỏ bớt đi pi chia 2, tức là bỏ đi một cái góc pi chia 2 này thì b nằm đây. Rồi, bạn nào hiểu cái vòng tròn lượng giác mà thầy mới biểu diễn cái pi chia 2 cộng b và b cho thầy xem. Nó biểu diễn góc giống như là chúng ta biểu diễn number line thôi. Nếu vị trí này nó, chúng ta lưu ý này, cái này quan trọng, chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Thầy không cần biết cái này không, thầy chỉ biết là cái sin của nó bằng -1 thì cái vị trí, cái góc bắt buộc nó phải nằm đây thì nó mới bằng -1. Vậy thì cái nguyên cái nhóm pi chia 2 cộng b này này nó phải nằm ở đây. Vậy thì góc B nằm đâu? Góc B nó phải nằm trước đó là pi chia 2. Vậy chúng ta xác định được cái góc nằm đây. Đó, vậy là chúng ta tìm ra được pi nó phải bằng mấy? À, pi bằng pi. Pi của nó là B nó là bằng pi. Vậy chúng ta thấy hai giá trị không và pi chúng ta loại trừ thì chúng ta phải lấy chỗ này nó là pi ở đây. Rồi chúng ta sửa lại. Bỏ này đi. Rồi bây giờ chúng ta đã xây dựng được cái hàm lượng giác này. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại xem coi là có đúng hay không nhá. Chúng ta kiểm tra bằng cách nào? Thầy mời bạn Bạch Dương giúp thầy kiểm tra xem. Bạch Dương. Dạ. Yeah. Giúp thầy kiểm tra lại xem coi là cái hàm này nó có đáp ứng cái midline là 0-7 hay không? Làm sao để kiểm tra? Mình thấy x và tìm ra được y như thế. Thế x ở đây nó là sin của 0 cộng pi, tức là sin pi nhân 2 trừ 7. Coi nó có bằng -7 không? Này đúng không? Dạ đúng rồi, bằng -7. Bằng -7. Thì ở đây chúng ta mới biết được cái điểm này nó thuộc thôi. Điểm nó thuộc. Cái thứ hai, chúng ta thay tiếp cái điểm này, thay vào đây. -9 bằng 2 lần sin của gì? Pi chia 4. 2 lần pi chia 4 là pi chia 2, pi chia 2 cộng pi cộng pi -7. Bằng không? Nếu chúng ta đơn giản -7 với -9 thì nó còn -2. Chia 2 thì nó còn -1. Đúng không? Dạ. Giờ chúng ta kiểm tra cái vòng tròn lượng giác. Chúng ta phải luyện tập cái lượng giác này rất nhiều. Pi chia 2 nằm đây. Cộng cho pi nữa thì nó lên đây. Vậy có phải sin nó bằng -1 không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi. Vậy thì chúng ta thấy là hai điểm này nó nằm đây thì nó giải quyết cái chuyện này. Rồi, bạn nào đồng ý với ý kiến của các bạn giơ tay xem.
Nếu các bạn nào thấy có chút sai, chúng ta có thể chỉ ra. Rồi, chúng ta check nhé. Rồi, bạn Cao Minh, có ý kiến gì? Bạn tính, bạn nói bạn nó đang bị kẹt ở trường thầy. Bạn nó cố vô nãy giờ nhưng mà không có vô được lớp thầy. Ở trường làm gì giờ này? Ý về xử lý sau. Nói thầy mời bạn ăn kẹt. Các bạn phải rất chịu khó về nhà luyện tập làm lực giác thì chúng ta mới vững được. Còn thầy thấy rất nhiều bạn không chịu làm bài nên đâu có vững. Rồi, bạn ăn kẹt. Dạ, dạ. Bây giờ chúng ta cũng hình dung, chúng ta chưa cần biết trên đồ thị nó như thế nào. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái đồ hình của nó, là nó cho chúng ta là cái điểm maximum là bao nhiêu? Là 7. 0.7. Midline là mấy? Là 3. Midline là cái điểm này đúng không? Vâng. Cái tọa độ midline này nó gọi là cái đồ thị giao với midline, tức là cái điểm nằm ngay nút thắt này có tọa độ là 33. Rồi bây giờ chúng ta xem là làm sao để chúng ta tính nó ra được đây. Chạy đây. Chúng ta xác định cái hàm của nó. Biên độ nó bằng mấy đây? Chiều cao bằng mấy? Chiều cao bằng 4. Chiều cao bằng 4. Vậy thì chúng ta thấy là nó là 4 lần. 4 lần sin đúng không? Vâng. Rồi, 4 lần sin. Bây giờ chúng ta phải biết được là cái A nó bằng bao nhiêu. A nó là cái vận tốc quay đấy. Vận tốc quay của nó là mấy? Chúng ta xem điểm từ vị trí này đến vị trí này nó là bao nhiêu phần tư chu kỳ? Bao nhiêu? Hả? Từ nãy giờ thầy nói gãy lưỡi rồi, nó là bao nhiêu? Từ đỉnh này đến đỉnh này nó là bao nhiêu? Nó là 2π. 2π à? Nó là 2π. Vậy thì chúng ta thấy là nếu chúng ta chia làm mấy? Chia làm 4 đúng không? Vâng. Từ đây đến đây. Vậy là chúng ta thấy là chỉ một đoạn khoảng này này, nó là 1/4. Vậy thì chúng ta biết nó là bao nhiêu chưa? Pi chia ai à? A nhân S bằng? Pi chia. Bằng 2 gì? 2π à? 2π. Nếu cái điểm lặp lại nó nằm ở đâu? Nằm ở cái điểm này. Cái điểm này này. Mà bây giờ nó lặp lại ở đây, tức nghĩa là nó chỉ là 1/4 thôi. Vậy là 2π chia mấy? 2π chia 8. 2π chia 4. 2π chia 4. Mà ứng với là cái độ dịch của nó là ít là bao nhiêu? Là 3. Từ 0 mà dịch sang 3 là mấy mấy đơn vị? Ba đơn vị đúng không? Vậy chúng ta tìm ra được cái A nó bằng mấy? A nó bằng... Chúng ta biết từ đây đến đây là chu kỳ của nó là... từ đây đến đây chứ. Từ đây đến đây. Nó là 2π. Vậy thì về góc là chúng ta chỉ lấy đây nó là... Là 2π chia 4. 2 chia pi chia 4 mà cái A này mà chúng ta nhân cho ít á. Thì nó bằng 2π chia 4. Thì xét về góc thì nó là 2π chia 4. Còn xét về giá trị đấy thì chúng ta thấy cái ít nó bằng mấy chỗ này? Bằng 3. Bằng 3 thôi. Bằng 3 thôi. Vậy là A bằng mấy? A bằng pi phần 2. 2π chia mấy? 2π chia cho 12 à? 12, vậy là pi chia mấy? Pi chia 6. Pi chia 6. Vậy thì chúng ta sẽ tìm được cái góc quay của nó là 4 lần pi chia 6. Chúng ta phải đóng mở ngoặc lại chỗ này. Chúng ta làm xong này chúng ta ra chơi.
chia 6. Chúng ta nhân cho us. Rồi, nhân cho us chỗ này. Mấy này nó hơi khó nha các bạn. Nên các bạn phải luyện tập nhiều lắm ấy, thì chúng ta mới vững được. Rồi, nhìn vào đây chúng ta có biết cái midline của nó không? Là bà. À, cái midline chúng ta thấy là nó cho chúng ta là bằng 3. Tức là chỗ này là chúng ta phải bà. Cộng 3 chỗ này. Bây giờ chúng ta thiếu chỗ này là cái B rồi đó. Chúng ta chưa biết. Sao đi tìm B đây? Thế không mà tìm. Rồi, chúng ta thế vào. Thế vào. Thế nó vào đây. 7 bằng gì? 7 bằng 4 nhân cho sin B cộng 3. À, sin B cộng 3. Vậy là chúng ta ra được sin B bằng mấy? Sin B là bằng 1. Đúng không? Sin B bằng 1. Rồi, chúng ta có sin B bằng 1. Giờ chúng ta thấy tọa độ này vô tiếp. Nhiêu nữa? 3. Ừ, 3. Thế là bằng 3. Bằng 4 lần. 4. Sin của? Sin của pi phần 2. Pi chia 6 nhân 3. Cộng B. Cộng 3. Rồi, vậy là chúng ta ra được bao nhiêu đây? 33 đơn giản. Vậy thì cuối cùng 4 nhân sin là phải bằng 0. Tức là chúng ta bỏ đi. Chúng ta chỉ cần giữ sin của mấy? Sin của pi phần 2 cộng B à? À, pi phần 2 cộng B. Rồi. Bây giờ chúng ta tìm B đây. À, các bạn thấy ở đây nhá. Bây giờ đầu tiên chúng ta thấy là trục sin đây. B bằng 1 thì nó vẫn buộc phải nằm đâu? Nằm trên đá. Rồi, bây giờ chúng ta xét thêm cái ở dưới. Chúng ta xem coi là nếu mà chúng ta lấy cái B này, chúng ta cộng pi chia 2 nữa thì nó sẽ về đây. Thì sin nó có bằng không không? Bằng không? Bằng. Bằng. Vậy thì cuối cùng ở đây chúng ta tìm ra được B bằng mấy? B bằng mấy? B bằng... Sin B bằng 1 thì nằm đây này. Vậy là B bằng mấy? Đó. Sin của cái B nó bằng 1 chỗ này. Vậy thì cái góc nó bằng nhiêu đây? 90 à? Là pi chia? Pi chia... Pi chia mấy? Pi chia... À, 90 độ là pi chia 2. Về nhà làm ơn luyện tập cho thầy mấy cái bài để chúng ta phản xạ về góc cho nó tốt hơn nha Kiệt. Nhớ chưa? Kiệt. Tại sao đi học mà thầy thấy ít làm bài như vậy? Rồi, ai đồng ý với ý kiến của bạn là cái hàm như vậy giơ tay thầy xem. Để thầy xóa đó. Chúng ta có thể kiểm tra lại cái hàm này bằng cách chúng ta vẽ như sau. Không, chúng ta bỏ lên cái demos để chúng ta kiểm tra nó. Đây, chúng ta kiểm tra nó, chúng ta bỏ vào đây. Để chúng ta xem coi là cái hình vẽ của chúng ta là nó đúng hay không. À, chúng ta xem coi cái... Đây. Cái này người ta cho là midline là 0,7. Rồi, chúng ta vẽ coi midline. Hình như là chúng ta chưa dịch phải không bạn gì? Chúng ta kiểm tra lại coi. 0,7 tức nghĩa là x bằng 0 y bằng 7. Midline nằm đây đấy. Vậy có vẻ là chúng ta bị sai chỗ nào? Bạn đi kiểm tra lại xem. À đâu, thầy xin lỗi. Midline là 33. Midline là 33. Tức nghĩa là đi xuyên con này là 3 chứ. Midline. Thầy vẽ chỗ này midline nó là 3. 3. Và nó giao chỗ này là 33. Chỗ này là 3. Cái này là 3. Cái này là cái midline. Còn người ta cũng nói là cái minimum hay maximum. Maximum point là 0,7, x bằng 0, y bằng 7, maximum point. Vậy là chúng ta thấy nó đúng hay sai? Đúng hay sai bạn
Bạn Dương, đúng hay sai? Dạ đúng rồi. Rồi ok, chúng ta có thể kiểm tra lại để chúng ta biết được là nó có phù hợp hay không. Đúng rồi đó. Rồi thôi, tạm thời chúng ta ra chơi 5 phút đi, sau đó chúng ta học tiếp nhé. Kéo sao? Kéo nhỏ lại được không? À, không. Kéo nhỏ lại nè. Để cho cái chu kỳ nó lặp lại đúng bằng bi không? Nè, cái điểm lặp lại của nó bằng bi không? Đúng không? Ủa, có nhìn thấy ít nó lặp đúng lại rồi, không? Đúng rồi. À, ít nè, giá trị ít nằm đây này, tức là cái điểm ít này nó lặp lại đúng bằng bi, vậy nằm đây. Vậy là chúng ta đã xác định được hàm 5 lần cốt của 2x cộng 2 rồi. Bây giờ chúng ta phải cộng thêm cái độ lật pha này này. Độ lật pha tức nghĩa là nó trừ thêm cho 3 bi, nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Nghĩa là thay vì cái góc ban đầu, đúng không? Cái góc ban đầu của chúng ta nó là zero. Nếu cái hàm là cos 2x thì góc ban đầu nó bằng zero, phải không? Yeah. À, zero. Nhưng mà bây giờ nó sẽ bắt đầu lật pha đi, là nó bắt đầu tại cái điểm này là góc là B này. Nó bắt đầu từ đây. Và nó quay một vòng. Các bạn để ý, nó quay từ cái điểm bắt đầu này là B, nó quay một vòng tới đây là 2B. Còn x mà nó lặp lại, chúng ta xét theo x là đúng B, nó lặp lại, tức là 3 phẩy mấy đấy, nó lặp lại chỗ này. Thì bây giờ làm sao chúng ta xác định được cái B này, đúng không? Xác định được cái cộng B này, làm sao chúng ta vẽ ra được cộng B đây nó là mấy đây? Dạ, trừ 3B. À, làm sao để chúng ta xác định được trừ 3B? Trừ trừ 3B này. Thì có phải là nếu nó trừ 3B tức nghĩa là cái ít của nó là bắt đầu từ bao nhiêu? Thay vì cái làm cái điểm ở đây thì cái ít nó phải lùi lại là mấy B? Dạ 3B. 3B. Vậy lùi lại. Vậy thì chúng ta tính đến cái điểm đấy nó phải về đây. Phải không? Hoặc là chúng ta lùi vào đây là 3B, hoặc chúng ta hiểu ở đây nó là tăng lên đây là 3B, tức là cái điểm này, tức cái điểm này nó giật lên đây, nó giật lên, nó trùng thành cái điểm này, và nó vẫn phải đảm bảo là cái chu kỳ của nó vẫn phải là 1B. Giờ kéo sao đây? Nhưng mà khi mà chúng ta kéo 3B như vậy nó có đúng không nhỉ? Thầy mời một bạn cho thầy ý kiến xem. Mời bạn Hiếu. Hiếu. Vâng ạ. Bây giờ làm sao chúng ta biết được là cái góc của nó là trừ 3B thì cái ít nó phải dịch chuyển là bao nhiêu? Chúng ta nên nhớ trừ cái 3 này là dịch chuyển góc nha. Dịch chuyển góc nó khác với ít đấy. Cái này là ít. Chúng ta dịch chuyển ít, nó khác. Làm sao để xác định được? À. Dịch chuyển qua bên phải. Dịch chuyển thế nào mới được chứ? Chúng ta biết là cái chu kỳ của nó là 2B. Chu kỳ góc á, nó là 2B. Thì tương ứng với cái độ lớn của ít của nó là bao nhiêu? Cái này là góc nha. Cái này là ít. Tương với ít nó là bao nhiêu đây? Từ đấy đây là mấy? Chu kỳ lặp lại của nó, chu kỳ góc lặp lại là 2B. Thì cái ít tương ứng từ nó từ đấy đây là mấy đây? Nhín. Số mấy? Thì là B. Bây giờ cho thầy hỏi là nếu mà cái góc mà nó thay đổi là 3B thì cái chỗ ít này nó là bao nhiêu? 3/2B. À,
Chúng ta thấy cái này nếu mà nó giảm đi, nó còn là pi thôi, thì cái này là pi chia mấy? Pi chia 2. Đúng không? Vậy thì nếu chúng ta cộng 2 này lại, nó có tỷ lệ là thành 3 pi này. Thì chỗ cái này nó chính là pi cộng pi chia 2, đúng không? Rồi. Vậy thì nếu mà chúng ta dịch cái góc, chỗ này chúng ta hiểu nó là góc nha các bạn. Góc 3 pi. Vậy thì chúng ta thấy ít chúng ta dịch là bao nhiêu? Dịch qua phải 3 phần 2 pi. 3 phần 2 pi tức là pi cộng pi chia 2. Bây giờ chúng ta coi cái thang đo của nó này. Là pi là ứng với mấy ô? Ứng với mấy ô? Một pi là mấy ô? 2 ô rồi. 2 ô. Vậy thì nếu mà pi cộng pi chia 2 là nó dịch bao nhiêu ô? 2. 1 phần 2 ô đúng không? Phải không? Phải không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Bây giờ chúng ta dịch nhé. Bây giờ chúng ta xác định dịch đây. Cái điểm này nếu chúng ta dịch 2 1 phần 2 ô, nó về đây. Thì cái đỉnh này chúng ta cũng dịch 2 1 phần 2 ô, nó phải về điểm này. Đó. Điểm thế này này. Rồi chúng ta dịch nó, tại vì nó dịch pha mà, là cái góc chúng ta nó sẽ hơi khó ở cái chỗ này này. Chúng ta phải phân biệt cái góc, cái này là góc. Khi mà nó dịch góc thì giá trị ít nó phải dịch là bao nhiêu? Cái này là ít, cái này là góc. Nhớ nhé. Mà nó khó ở chỗ là nếu chúng ta xác định được là cái ít chúng ta phải dịch bằng cái giá trị này thì làm sao chúng ta tính? Vậy chúng ta phải tính cái tỷ lệ thang chia trên này này. Là chúng ta dịch giá trị là 1 pi thì nó tương ứng 2 ô. Vậy là pi cộng pi chia 2, vậy là xét về ô đơn vị chia đó, nó phải là 2 1 phần 2 ô. Rồi bạn nào hiểu cái cách mà chúng ta dịch ô như vậy? Giơ tay ra xem. Thầy nhắc lại, giá trị ít là 1 pi. Chúng ta thang chia, chúng ta đang chia tỷ lệ chỗ này là tương với là 2 ô. Vậy là pi cộng pi chia 2 phải là chúng ta dịch 2 ô rưỡi. Rồi chúng ta dịch nha. Đây. Đây, chúng ta kiểm tra lại cái đồ thị của mình. Kiểm tra lại. Kiểm tra lại. Thì chúng ta thấy dịch cái điểm midline hồi nãy nó đang nằm ở trên này. Nó đã bị dịch ra tới đây là 2 ô rưỡi. Theo đúng yêu cầu. Cái đỉnh này chúng ta hồi nãy nó nằm ở giữa này. Dịch là 2 ô rưỡi nằm đây. Đó, bây giờ chúng ta kiểm tra lại. Kiểm tra lại lần nữa. Để xem có đúng hay không. Thứ nhất, midline là bằng 2. Nha. Cái biên độ nó là 5. Vậy là nó dịch lên đây là 5. Đúng rồi, xuống đây là dịch xuống 5. Đúng luôn. Rồi, vậy là nó đúng được cái này. Đúng được cái này. Cái góc, chúng ta kiểm tra lại cái góc. Góc này là 2x, chu kỳ của nó là 2π. Tức là x nó lặp lại phải là π. Vậy thì từ điểm này đến cái điểm này nó lặp lại thì chúng ta thấy nó đúng bằng 2 ô. Đó, 2 ô. Chúng ta nhớ là 2 ô nhá. Cái này chúng ta gọi nó là 2 ô. Mà 2 ô trên cái vạch chia này đúng bằng pi. Tức nghĩa là ít bằng pi nó lặp lại. Thì từ đây đến đây là về giá trị nó gọi là pi. Nhưng mà về chia ô đấy, nó phải là 2 ô là đúng rồi đó. Đúng vạch chia. Nó khó là khó chỗ này. Nên nếu mà chúng ta không chuẩn cái chỗ này ấy, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta dễ bị sai. Bởi vì chúng ta phải phân biệt giữa góc và giá trị x. Thầy hay nói cho các bạn thấy ấy, là sin của AX cộng B. Thì chúng ta hiểu toàn bộ cái này là góc. Nha, góc radian. Vậy thì cái tổng chỗ này thì B cũng là góc. Còn x này nó là thời gian, là cái time, là thời gian đấy các bạn. Thời gian thể hiện là mỗi một giây nó quay một góc là bao nhiêu. Thì cái A này nó chính là góc quay. Góc quay.
cho chúng ta biết được là một giây nó quay một góc là bao nhiêu trên vòng tròn thôi. Một giây nó quay một góc là bao nhiêu. Chúng ta sẽ thấy là trong chương trình chúng ta học chương trình mỗi lục á, thì chúng ta rất ít học về hàm lượng z mà về hàm số. Mà chúng ta chủ yếu học các công thức, chúng ta tính toán cũng mấy cái này. Nhưng mà chúng ta chỉ cộng trừ nhân chia mấy cái hàm lượng z thôi. Chứ chúng ta không có liên quan đến vẽ đồ thị. Các bạn biết sao không? Bởi vì các bạn thấy hầu hết các trường cấp 3 đó, là thầy đang nói trường công đó, là không có trang bị máy chiếu, không có trang bị máy tính, mà học bằng bảng viết. Nếu học bảng viết thì không thể vẽ được rồi. Chúng ta phải học bằng máy tính, chúng ta mới chiếu, chúng ta vẽ được. Nên á, các bạn sẽ để ý, các bạn lên trường, các bạn học, thì các bạn sẽ thấy ít học về hàm số lượng giác. Có phải vậy không bạn Hiếu? Bên trường Hiếu có học nhiều về hàm số lượng giác này không Hiếu? Hiếu? À, đây học có một phần lần đầu thầy. À, đâu có học mấy cái hàm phức tạp như vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Chúng ta sẽ thấy hàm phức tạp này sau này chúng ta ứng dụng rất là nhiều. Trong các bài toán chúng ta cũng thấy xuất hiện cộng trừ nhân chia mấy cái hàm lượng giác này. Nhưng mà không liên quan đến vẽ và xây dựng biên độ hay là midline hay là góc quay gì hết đó. Tại sao thầy dạy cái phần này? Bởi vì nó liên quan tới những cái mô hình ứng dụng. Mà trong thực tế khi mà chúng ta đi tàu lượn ấy, chúng ta thiết kế một cái tàu lượn, thì khi tàu lượn nó chạy như vậy thì chúng ta hình thành một cái hàm lượng giác như thế nào. Nếu chúng ta không hiểu này chúng ta đâu hình thành được. À, rất nhiều bài toán trong thực tế liên quan đến hàm lượng giác mà chúng ta không học tới các vấn đề thực tế nhiều nên dễ bị bỏ mấy cái bài này. Còn thầy thấy cái này là cần thiết, sau này chúng ta dùng rất là nhiều nên thầy dạy cho các bạn. Sau này chúng ta ứng dụng chúng ta không có lúng túng. Rồi, thì mời bạn Xuân Sơn. Xuân Sơn. Rồi, cho thầy biết hàm sin gốc của nó như vậy rồi. Biên độ đó bằng mấy? Bằng 5. Midline bằng mấy? 3. 3, rồi thầy kéo lên đây 3. Midline là bằng 5. À, bằng 3, thì cái biên độ 5 tới đây đúng chưa? Đúng chưa? Rồi. Midline này. Biên độ này. Được chưa? Và rồi. Chúng ta thấy chuẩn được hai này rồi. Rồi chúng ta xem về chu kỳ. Bi chia 2 nhân hết. Chu kỳ nó phải bằng mấy? Góc bằng mấy? Mấy bi? Bằng... chu kỳ của nó là mấy bi? 2 bi ạ. 2 bi. Vậy thì ít nó lặp lại là tại bằng mấy? 1 ạ. Vậy. Nhận lại coi. Bằng 4 chứ. À vâng ạ. À, bằng 4. Vậy thì giá trị ít mà lặp lại. Thì cái điểm nó lặp lại chỗ này. Chỗ này. Nó phải là 4. Nó phải là 4 nhé. Vậy thì cái midline ở giữa này nó phải là bằng mấy? Bằng 2. À, nhìn không, đây là 4. Vậy chỗ này nó phải là 2. Đấy. Là 2 thì cái chỗ này nó phải là mấy? Nó phải là 1 ạ. 1. Rồi vậy là chúng ta kéo cái đỉnh nó sẽ dễ hơn. Vậy là thầy kéo cái đỉnh này về 1. Đúng không? Vậy đúng không Sơn? Vậy đúng chưa? Rồi ạ. Rồi. Bây giờ nó liên quan chỗ này là bị lật đi là bi. Vậy cho thầy biết coi. Cái này là góc. Thấy chưa? Vậy thì nếu chúng ta lật bi là ít chúng ta phải dịch chuyển đi bao nhiêu? 180 độ. Đâu có đâu. Không có. Cái gì ạ? Thầy đang hỏi là làm sao để thầy dịch pha cái chỗ này đây. Lúc nãy thầy mới nói xong. Cái hàm chuẩn của mình là góc nó mà 2 bi thì ít nó là mấy? X là 4 à? 4. Vậy thì nếu thầy dịch bi thì nó là bao nhiêu? Thầy dịch góc nó là bi thì ít nó dịch là bao nhiêu? Dịch mấy? Tỷ lệ nè. Giảm đi nữa. Dịch 2 ạ. À, dịch đi 2. Vậy thì cái điểm này thầy phải dịch qua phải là mấy? Dịch qua phải là 2. Thì cái đỉnh này chúng ta cũng phải dịch là 2.
Thì chúng ta nhìn cái đồ thị nhá, lúc nãy cái midline nó đi qua cái nó vào chỗ này. Thì bây giờ sau khi giật pha thì chúng ta thấy hiện tượng gì nha. Rồi thầy giật sang phải là 2. Này cũng phải là 2 luôn. Rồi. À, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có sự thay đổi đó. Tại sao hôm nọ chúng ta bị sai biết không bạn Dương? Lần trước chúng ta bị giật sai, tại sao sai Dương? Dịch không đúng số à thầy? Đúng rồi, chúng ta thấy chỗ này là nó dịch bi, ở đây là dịch góc. Thầy nói rất rõ dịch là góc, trong đó ít ở đây nó là thời gian. Vậy thì lúc nãy chúng ta nói là cái chu kỳ nó là 2 bi, thì ứng với cái ít của nó là bằng 4. Vậy thì nếu chúng ta cái góc của nó là bi thì ít nó chỉ là bằng 2 nữa thôi. Vậy thì khi thầy dịch, thầy dịch cái góc này là bi thì có nghĩa là ít thầy phải dịch là 2 đúng không? Yeah. Thầy đang dịch ít mà. Tại vì thầy kéo cái này là kéo ít chứ không phải là kéo góc. Chúng ta phân biệt ít là thời gian. Thời gian. Còn cái chỗ này nó dịch chỗ này là góc. Phải không Dương? Dạ đúng rồi thầy. Nên hôm nọ chúng ta dịch mà dịch góc thì chúng ta quên mất cái này là đơn vị là thời gian là ít. Chúng ta đang kéo là kéo ít. Còn chỗ này nó đang cho dịch là dịch góc. Đúng không? Thì bởi vậy nó mới gọi cái này là dịch pha. Dịch pha tức nghĩa là chúng ta cho góc nó dịch đi. Thì chúng ta xem coi cái ít này nếu chúng ta vẽ đồ thị nó dịch đi như thế nào. Rồi bạn nào hiểu về dịch pha này giơ tay ra thầy sao? Cái này là ít, cái này là góc. Đúng không? Góc. Thì chúng ta phải lấy làm chuẩn là nếu chúng ta góc nó là 2 bi thì ít của nó là bằng 4. Là chúng ta thay đổi, chúng ta thay đổi cái góc 2 bi thì cái ít này chúng ta phải thay, chúng ta tăng lên là 4. Còn nếu cái góc chúng ta chỉ tăng lên là bi thì chúng ta tăng cái giá trị ít này lên là 2 thôi. Đấy. Tăng lên còn nửa. Chúng ta nhớ là chúng ta dịch ít chứ không phải dịch góc. Đề bài chỗ này nó cho là dịch góc nhưng mà chúng ta kéo trên này là thời gian là ít, phải nhấn mạnh cái chỗ này. Chúng ta dịch có bị lật cái gì không? Có bạn nào phát hiện ra mình hồi đấy mình kéo quá trình bị kéo nó bị lật, xô lật cái gì đấy? À cái này hình như là hồi nãy thầy kéo nó bị lật này. À, 5 này. Rồi, hồi nãy quá trình thầy kéo nó bị xê dịch đấy. Nên các bạn kéo các bạn phải cẩn thận nhé. Mời bạn Kim Phụng. Kim Phụng. Kim Phụng. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình xác định xem. Yêu cầu xác định cái hàm dưới dạng cốt. Người ta cho bên dưới đồ thị là cái maximum này. Rồi cho cái minimum này. Bây giờ làm sao chúng ta viết được cái hàm này? Biết được cái A của nó bằng mấy chưa? Midline đâu? Cái biên độ nó bằng mấy? Đầu tiên xác định midline đi. Midline bằng mấy đây? Midline bằng mấy? Midline là mấy? Trừ 4 đến 3 thì midline nó là mấy? Của midline bằng mấy phải không? Có phải không không? Nếu không thì ở đây nó có cân bằng đâu. Midline nó phải chia đôi chứ. Nằm đâu? Trừ 0.5. À, trừ 0.5 nó nằm ở giữa này này. À. Vậy là chúng ta xác định được là trừ 0.5 là midline, là đề, xác định được cái đề. Cái biên độ A nó là mấy? Bao nhiêu đây? Dạ 3. Đâu phải 3 đâu. À trừ 3.5. À 3.5, chúng ta xác định được cái biên độ A là 3.5. Giờ cos. Bây giờ chúng ta phải xác định chu kỳ. Xác định chu kỳ. Từ đấy đây. BX nó bằng mấy? Chu kỳ bằng mấy đây? Chu kỳ của cốt là mấy bi?
hai pi. À, nó giống như hàm sin vậy đấy, hai pi. Rồi bây giờ làm sao chúng ta xác định được b? Làm sao xác được b, cái góc quay của nó? Nó thay đổi lặp lại hai pi, vậy thì cái ít nó lặp lại, nó giá trị nó thay đổi như thế nào đây? Từ mấy đến mấy đây? Trừ trừ 6 tới 3. Có phải là 3 không? Hình như không phải là 3 hay sao? À, trừ trừ 6 tới trừ 4. À, tới 4. Không, không, không phải đâu Phụng ơi. Kiểm tra lại xem. Bây giờ nhé. À, bây giờ chúng ta xem coi là cái ít tại đây nó là bao nhiêu đây? Đề bài nó cho là mấy đây? Ít nó bằng mấy? Trừ 2 pi. Trừ 2 pi. Chiếu xuống đây nó là bao nhiêu? Chu kỳ nó lặp lại là nó cộng 2 pi đấy. Vậy thì trừ 2 pi cộng 2 pi thì nó là bao nhiêu? 2 pi. Bên kia là 2 pi. Chúng ta xem coi là một nửa chu kỳ của nó này là từ trừ 2 pi đến chỗ này là nửa chu kỳ của nó là nhiêu đây? Trừ pi chia 2. Phải không? Yeah. Bây giờ chúng ta vẽ vòng tròn lượng giác ra. Chúng ta thấy quay ngược nó này, quay theo chiều này là chiều âm này. Vậy chúng ta xác định ở đây chính là trừ 2 pi phải không? Trừ 2 pi có phải nằm đây không Phụng? Dạ. Yeah. Ban đầu nó là zero. Chúng ta quay theo chiều âm thì chúng ta quay hết vòng chỗ này trừ 2 pi. Đúng không? Vậy là cái đỉnh chỗ này là trừ 2 pi. Sau đó nó quay nửa chu kỳ thì nó là trừ pi chia 2. Chỗ này là trừ pi chia 2. Trừ pi chia 2 đó. Vậy thì nửa chu kỳ trừ pi chia 2, vậy là chúng ta thấy cái ít này nó thay đổi là bao nhiêu đây? Là nhiêu? Cái độ chân lập chia 2 này, 2 giá trị ít này nó là bao nhiêu đây? Từ đây đây này. Ít này chân lập là nhiêu? Yeah. 2 pi trừ pi chia 2. Trừ cho trừ 2 pi được không? Mình lấy 2 này chân lập trừ nhau thì mình ra được cái khoảng này nó là ít là bao nhiêu biết không? Mấy phần nhầm xem. Trừ cho trừ 2 pi tức là 2 pi trừ pi chia 2. Vậy nó là mấy? 3 pi chia? 3 pi chia 2. À, vậy là cái ít chỗ này là 3 pi chia 2 là ứng với có nửa chu kỳ thôi. Vậy là chỗ này chúng ta phải lấy 2 pi chia 2 khi chúng ta thay ít chỗ này là 3 pi chia 2. Vậy chúng ta suy ra được B bằng mấy? B bằng mấy? 3 pi. Ờ, mình chia coi. Chia này. 2 này đơn giản mất là còn pi rồi. Pi đơn giản luôn rồi. Vậy chúng ta ra được B bằng mấy? 3 phần 2. Ủa? Chúng ta chuyển qua bên kia thì nó phải là 2 phần 3 chứ? Yeah. Ờ, 2 phần 3 ít nha. Rồi. Bây giờ chúng ta xác định cái C. Xác định cái C. C chúng ta chưa biết. Chúng ta xác định cái C. Vậy thì ít nhất chúng ta đã xác định được cái hàm của chúng ta là gì? Đọc lại Phòng. 3.5. 3.5 của? Cốt. 2 phần 3 ít cộng C. À, 2 phần 3 ít cộng cho C. Sau đó trừ cho mấy? Trừ 0.5. Rồi bây giờ làm sao để xác định được C đây? Xác định C cách nào? Thế cho được không? Dạ được. Rồi thế vào. Đọc đi. 3.5 bằng 3. 3 bằng 3 bằng 3.5. 3.5 cos 2 bằng 3 nhân 2 phần 3 nhân cho mấy? Trừ 2 pi. Trừ 2 pi
cộng cộng C, đúng chưa? Cộng C. Yeah. Trừ tiếp 0.5. Rồi, bây giờ chúng ta giải phương trình này ra. Trừ 0.5 chuyển qua là 3.5. 3.5 chia 3.5 thì còn được là 1. Vậy là cos của bao nhiêu đây? Cos của mấy? Mấy đây? Trừ 20 nhân 2 là trừ? Trừ 4. Cộng C. Rồi, chúng ta ra được một cái phương trình này để chúng ta xác định xe này. Xác định được cái xe. Rồi bây giờ mình thế xuống phương trình này. Thế tiếp. Trừ 4 bằng 3.5. Trừ 4 bằng 3.5. Cos của? 2 phần 3 nhân trừ pi phần 2. Trừ pi phần 2. Cộng C. Rồi nhiêu đó? Trừ 0.5. Rồi tiếp. Giải tiếp. Trừ 0.5 đơn giản với trừ 4 là trừ 3.5. Bằng 3.5 gì đó. Rồi chúng ta chia 3.5 hai vế nó ra là trừ 1 bằng cos của đơn giản này đi. Đơn giản 2 là trừ pi chia mấy? Chia 3. Cộng C. Rồi. Bây giờ chúng ta dựa vào hai phương trình này để chúng ta xác định C này. Chúng ta vẽ vòng tròn lượng giác ra được không? Chúng ta đang quan tâm tới trục nào đây? Trục nào vòng? Trục nào vòng? Dạ, cốt. Trục cốt là trục ngang đúng không? Rồi. Bây giờ phương trình trên điểm nào giúp cho cốt bằng 1? Điểm nào? Yeah. Điểm này này. Là cốt bằng 1 phải không? Dạ. Yeah. Rồi. Bây giờ cái phương trình ở dưới điểm nào giúp cho cốt nó bằng trừ 1? Điểm nào? Dạ, yeah, bên kia. Bên này. Bên này thì nó là trừ pi chia mấy? Trừ pi chia 3 cộng C đúng không? Dạ. Yeah. À, trừ pi chia 3 cộng C. Rồi bây giờ cái chỗ này là trừ pi chia 3 cộng C, lưu ý chỗ này. Vậy chúng ta biết C nó nằm đâu không? Cái C nằm đâu không? Phỏng. Trừ pi chia 3 cộng C mà nằm cái điểm này tức là bằng mấy? Bằng pi phải không? Vậy suy ra C bằng mấy? C bằng mấy không? C. Trừ pi chia 3 cộng C bằng pi. Vậy C sẽ bằng pi cộng? Pi cộng pi. À, chúng ta xác định được C nằm đây. Tức nghĩa là cái trừ 1 chúng ta xác định được C nằm đây. Còn chúng ta xem coi là cái cốt bằng 1 nằm đây này. Tức nghĩa là cái này chính là trừ 4 pi trên 3 cộng C. Chỗ này bằng mấy? Bằng 0 đúng không? Bằng 0 đấy. Vậy suy ra C bằng mấy? 4 pi chia 3 không? Đúng không? Yeah. C 4 pi chia 3, cái này cũng 4 pi chia 3, vậy là nó thỏa mãn cả hai. Vậy chúng ta xác định ra được C bằng mấy đây? Thấy vào. Dạ, yeah, 4 pi chia 3. Rồi, 4 pi chia 3. Rồi, bạn nào đồng ý với ý kiến của bạn Kim Phụng giơ tay thì sao? Chúng ta cứ xác định từ từ thôi. Chúng ta tìm midline, tìm biên độ, tìm góc quay. Rồi cuối cùng chúng ta tìm góc lật pha. Tìm góc lật pha bằng cách là chúng ta thế điểm vào. Thế điểm vào chúng ta sẽ giải cái này gọi là giải phương trình để chúng ta đi tìm B đấy. Vậy thì khi chúng ta muốn giải phương trình chúng ta đi tìm B, chúng ta phải vận dụng là chúng ta nhìn toàn bộ cái này là gì? Toàn bộ cái này là góc. Vậy thì cái góc của cái cốt mà làm cho nó bằng 1 thì chắc chắn là cái điểm nó phải nằm đây. Tức nghĩa là cái góc trừ 4 pi chia 3 cộng C nó phải nằm đây. Mà cái góc này nó chính là bằng zero đấy. Thì chúng ta có C bằng 4 pi chia 3. Nếu mà chúng ta giải phương trình tìm nghiệm đấy, thì nó có một vấn đề như vậy nữa này. Với cái điểm này chúng ta tìm ra được 4 pi chia 3 chẳng hạn,
thì chúng ta quay lặp lại, chúng ta cộng thêm 2pi thì nó vẫn là như thế. Và thường người ta hay cộng thêm là K2pi, tức là chúng ta cộng lặp lại nhiều lần cái 2pi của cái góc này thì nó đều về như vậy cả. Tức nghĩa là cái góc của chúng ta cứ quay lặp lại 2pi thì nó vẫn ở cái điểm này, đúng không? Bây giờ nếu mà chỗ này là 4pi chia 3, chúng ta xác định ra. Thầy vẽ 4pi chia 3 như thế nào nhá. Pi này cộng thêm pi chia 3 tức nghĩa là 60 độ. Thì thầy đã có được cái điểm này chính là cái 4pi chia 3. Với cái điểm C của thầy, cái lật pha của thầy ban đầu nằm đây này. Cái xe nằm đây. Vậy thì nó quay. Đấy. Rồi, nó còn có thêm một cái vấn đề này nữa mà chúng ta lưu ý. Bởi vì chu kỳ của nó là 2pi. Nên bây giờ cái 4pi chia 3 này này. Thầy có trừ bớt đi nó, chu kỳ của nó là 2pi thì nó vẫn thế thôi. Đó. Chu kỳ góc của nó là 2pi mà, thầy trừ 2pi. Để làm gì? Để thầy đơn giản nó đi. 3 x 2 là 6, vậy là 4 trừ 6 thì ra được là trừ 2pi chia 3. Vậy thì nếu một cái bài toán mà chúng ta ghi là trừ 2pi chia 3 hay là chúng ta cộng 4pi chia 3 là đều như nhau. Nha các bạn, như nhau cả thôi. Nó không khác gì cả. Rồi, thầy check nó nha. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại lần nữa để tránh tình trạng bị sai. Thì chúng ta kiểm tra midline nằm đây, đúng rồi, trừ 0.5. Độ cao của nó là 3.5, đúng luôn. Góc quay là 2/3. Chúng ta kiểm tra lại. Từ đấy đây. Đây là trừ pi chia 2. Đây là trừ 2pi. Vậy là cái độ lật từ đây đến đây. Thì chúng ta thấy là chúng ta lấy cái này trừ cho cái này. Tức nghĩa là 2pi nó bị hết pi này đó. 2pi. Để kiểm tra lại trừ pi chia 2. Thì chúng ta sẽ thấy nó là 4pi trừ pi là 3pi chia 2. Vậy là chúng ta thấy là cái ít của chúng ta là cái độ thay đổi của nó là 3pi chia 2. Để thầy xác định B này. 3 ít là 3pi chia 2. Mà từ đây đến đây thì nó mới là một nửa của chu kỳ thôi. Tức là 2pi chia 2 tức là pi. Vậy thì thầy sẽ tìm ra được B là bằng 2/3. Đúng luôn. Đúng không? Còn độ giật pha chỗ này thì lúc nãy chúng ta tính rồi. Chúng ta check. Đấy, chúng ta thấy hoàn toàn đúng nha. Rồi chắc tương tự như vậy các bạn tính tiếp cho thầy nhé. Cái bài kế tiếp các bạn tính tiếp để thầy kiểm tra coi là chúng ta ráng cố gắng thêm một tí nữa đi. Bây giờ chúng ta còn ba cái này. Cũng là cái mô hình khó, chúng ta không đủ thời gian. Bởi vì cái này nó rất là dài. Nên chúng ta để sang buổi sau. Thì bây giờ thầy có thể hướng dẫn cho các bạn cái này mà nhiều bạn bị sai. Nếu bạn bị sai, các bạn đợi thầy tí nhé. Đợi tí thầy muốn hướng dẫn cho các bạn có một cái mà thầy thấy nó là cộng trừ gì chỗ này nè. Đặc biệt midline thì cái này chúng ta học rồi này. Cái này chúng ta đã học rồi. Thầy đang đối chiếu với cái lượng giác đó. Để xem chúng ta còn thiếu cái gì. Để thầy sửa. Ở trên này thì các bạn biết rồi. Nó chỉ có cái giải phương trình lượng giác thôi. Giải phương trình lượng giác. Thì chắc là thầy hướng dẫn cho các bạn đánh giá cái này thôi. Rồi chúng ta nghỉ, hướng dẫn sơ. Rồi chúng ta tính coi cái đảo ngược của cái hàm lượng giác này như thế nào. Phải hết pin à, không có biết rồi.
Rồi các bạn xem. Ở đây người ta nói là theo tất cả những cái góc nào, góc này bằng độ có thể làm tròn để chúng ta có được cái cosin là 0.69. Rồi bây giờ chúng ta vẽ vòng tròn lượng giác ra. Các bạn nhớ vòng tròn lượng giác nó là cái căn bản của chúng ta. Và chúng ta nhớ cái hàm cos của chúng ta nằm đây. Cos ở trục này. Tại điểm này nó chính là bằng 1. Điểm này trên cái number line này nó bằng -1. Vậy thì 0.69 ở giữa này là 0.5, 0.69 nằm đây. Rồi. Vậy thì chúng ta dựng một cái đường này này. Rồi. Thì chúng ta sẽ thấy là có hai điểm, có hai cái góc nằm đây. Nếu thầy xét cái góc này á, nó là góc alpha, nhá, góc alpha ban đầu. Vậy thì cos của alpha này thầy chiếu xuống chắc chắn là bằng 0.69. Vậy thì thầy gọi cái cos alpha này nhá, cos alpha nó bằng, thầy đang đi tìm góc alpha mà, nó bằng 0.69. 0.69. Vậy thì ngược lại, thầy gọi cái góc alpha này nó chính là cái arc cos. Arc cos. Arc cos. Arc cos đây nó là hàm lượng giác ngược, là chúng ta đang đi tìm cái góc khi chúng ta biết được cái độ dài cung á, cái độ dài trên trục chiếu của chúng ta đấy. Thì thầy sẽ ghi là 0.69 ở đây. Thì thầy đã biết được cái góc alpha tương ứng với cái này rồi. Thì coi như là góc alpha đi. Vậy thì chúng ta thấy là cái điểm này là góc alpha nếu thầy xem nó là dương. Còn nếu nó xuống đây á, thì nó là bao nhiêu? Mời một bạn cho thầy biết xem. Mời bạn Kiến Minh cho thầy biết ở dưới này nó là góc bao nhiêu? Kiến Minh. Nếu chỗ này là dương, nó là alpha thì thầy lấy bên dưới của nó là tại điểm này nó là bao nhiêu? Kiến Minh, góc nó bằng mấy? Kiến Minh xong thế trả lời. Mời bạn Dương, góc nó bằng mấy Dương? Trừ alpha. Chúng ta thấy nó là trừ alpha. Vậy thì chúng ta thấy là cái điểm của chúng ta sẽ là alpha hoặc là trừ alpha. Hoặc là chúng ta thấy nó có thể lặp lại là chúng ta cộng thêm 360 đấy. Đúng không? Cộng lặp lại 360. Bây giờ làm sao bạn Dương có thể xác định cho thầy là chúng ta lấy góc nào? Làm sao lấy được nó đây Dương? Bây giờ chúng ta tính cái arc cos của nó không? Arc cos nó được không? Bây giờ chúng ta phải dùng một cái máy tính. Đây thầy lấy cái calculator của thầy. Đây, thầy phải dùng máy tính để thầy tìm arc cos nhá, tìm lượng giác ngược. Thầy đi tìm arc cos. Arc cos trên này thầy không có thấy, không có quen. Các bạn có thể dùng cái Google trên này để chúng ta tìm cái arc cos đi. Tính cái arc cos. Thì chúng ta xem coi là đây. Tìm cái nghịch đảo này. Trên này trong máy tính chúng ta đều có hết á. Sao ở đây nó không có cái máy tính nhỉ? Thầy kiếm cái máy tính. Máy tính. Đây. Midway. Arc cos. Vậy thì chúng ta sẽ nhập cái giá trị vào đây cho thầy nha. Rồi. Thầy xóa này đi để thầy nhập. Đó, rồi. Đâu cái máy tính vào. Rồi. Nhập vào đây. Chúng ta tính cái arc cos. Thầy cũng chưa xài cái này bao giờ hết á. Nên thầy đang kiếm coi là cái arc cos nó nằm đâu. AR. Arc cos. Arc cos. Đây. Chúng ta tính cái arc cos của. Thầy thế vào đây là. Hồi nãy là 0 chấm mấy Dương? 0 chấm mấy? 0.69 này. Rồi, chúng ta tính ra coi 0.69 nó là bằng mấy. Nó ra bằng mấy đây? 0.809.
Vậy thì tại sao nó ra cái chỗ đó nhỉ? Mà nó không phải ra góc. Ra góc. Chúng ta kiểm tra lại coi là à, cốt. À, cốt này. À, cốt của 0.69. Nhưng mà chúng ta phải lấy nó sang là à không, hình như là nó không hiểu cái này các bạn ơi. Không có hiểu. Ủa, Tín bình thường hay dùng cái máy tính nào trên mạng ấy nhỉ? Tín dùng cái này nè bà. Cái nào? Password á. Cũng cái password này hả? Dạ. Rồi cái máy tính nó làm đâu? Bà bấm lên nó thôi. Là nhập vào đây hả? Dạ. 0.69. Nhưng mà làm sao để nó đổi nó cho mình ra độ mà không phải là một là 3 nhân cho 180 chia pi, hoặc là ba có cái đổi thẳng á. Ba bấm vô nhân cho 180 chia pi, hoặc là nó có cái đổi. Trong trên này nó không có cái cho mình tính cái đó à. Đây ba bấm vô cái sen đi. Cái sen á hả? Dạ. Đổi ra ba. Giờ ba đang tìm y đúng không? À. Ba bấm giải tìm y. Rồi. Rồi nó cho ba cái gì? Không rồi ba kéo. Thôi bác kéo xuống, bác kéo xuống tiếp. Đợi tí con qua phòng ba anh chị nhé. Thôi được rồi. Nói chung là các bạn về các bạn đổi thôi để thầy dùng máy tính khác cũng được. Được rồi. Chào. Bác kéo xuống nữa được không? Hết rồi. Thôi bác bấm vào đây đi. Bấm vào đây hả? Bác xoáy cái gì đi. Xoáy cái bằng đây đi. Bác bấm nhau. Đấy, vào đây đi. Rồi. Rồi, bấm nhau. À, đổi sang cái này đồng tay à? Có hai chân. Rồi, vậy thì chúng ta thấy là nó khoảng 46.36 độ nha các bạn. Có thể là tùy máy. Thì chúng ta thấy là khoảng của máy là 46.4. Rồi. Vậy là chúng ta lấy góc nào? Dương. Cô D thầy. Rồi, 46.4. Thì chúng ta thấy có phải cái góc này giúp cho chúng ta là xác định ra được cái lượng giãn ngược của nó đúng không? Yeah. Rồi tương tự như vậy các bạn cũng đi tính cái lượng giãn ngược của cái giá trị nó là 0.32. Thì chúng ta tìm cái góc của nó bằng nhiêu chúng ta tính ra nhá. Thì chúng ta về chúng ta làm cái bài này, chúng ta luyện tập nó. Rồi thôi thầy chào các bạn.